Chào mừng các bạn đã đến với kênh Phê Thể Thao. Trước khi đến với những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay, các bạn hãy cùng nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để đồng hành cùng với Phê Thể Thao nha. Còn sau đây sẽ là nội dung chính trong chương trình. Danh tính trọng tài bắt chính trận Việt Nam với Thái Lan. Ban tổ chức AFF Cup 2020 không công bố trọng tài làm nhiệm vụ trong trận bán kết lượt về giải đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 19:30 tối nay. Ở trận đấu lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu thất bại 0-2 trước đội tuyển Thái Lan. Đó là trận đấu mà Voi Chiến đã thi đấu khá hay, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có quyền phàn nàn vì vấn đề trọng tài. Trong trận đấu này, trọng tài người Qatar, ông Al Ali đã có ít nhất 5 tình huống xử bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Ngay trong hiệp 1, ông Vua Áo Đen đã có một vài pha xử lý khiến cho đội tuyển Việt Nam bức xúc. Đầu tiên là tình huống ông không phạt thẻ với Theerathon Bunmathan sau pha vung tay vào mặt Quang Hải. Sau đó ông cũng chỉ rút thẻ vàng ở tình huống thủ môn Chatchai lao ra vòng cấm truy cản trái phép an toàn. Tới hiệp 2, ông Vua Áo Đen tiếp tục có những quyết định gây tranh cãi khiến đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi. Có thể kể ra tình huống bắt Việt vị Đức Trinh, Quang Hải ngã trong vòng cấm hay tình huống chạm tay các cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm. Chính vì điều này, danh tính trọng tài bắt trận đấu lượt về AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Việt Nam đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trước giờ G, ban tổ chức giải đấu đã quyết định không công bố danh tính trọng tài. Trên trang chủ của giải đấu cũng như những trang thông tin khác liên quan tới trận đấu này không hề có bất kỳ thông tin nào liên quan về trọng tài làm việc. Đây được xem là quyết định khó hiểu bởi thông thường thông tin về trọng tài thường được công bố trước trận đấu vài ngày. Có 12 trọng tài làm nhiệm vụ ở AFF Cup 2020, gồm Ama người Qatar, Al Ali người Jordan, Ibrahim người Jordan, Kim Da Jong người Hàn Quốc, Kim Hee-gon người Hàn Quốc, Nazmi người Malaysia, Qasim người Oman, Baki người Oman, Sao Ali người Qatar, Al Ahoufot người Ả Rập Xê Út, Al Hoshai người Ả Rập Xê Út và Al Quaisa người Singapore. Trong số này, trọng tài Al Ali đã điều khiển trận đấu lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Ông cũng đã về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trọng tài Al Hadmi cũng đã điều khiển trận đấu giữa Singapore và Indonesia vào hôm qua. Hai ông này chắc chắn sẽ không bắt chính ở trận đấu lượt về. Có thể thấy trong danh sách trọng tài, chỉ có 4 người không thuộc khu vực Tây Á. Trong đó, trọng tài người Hàn Quốc ông Kim Hee-gon đã bắt chính trận bán kết lượt đi giữa Singapore và Indonesia. Tổ trọng tài người Hàn Quốc cũng đã về nước ở thời điểm này. Do đó, khả năng cao một trọng tài ở Tây Á sẽ bắt chính trận đấu tối nay. Trong 5 trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup thì có tới 4 trận được điều khiển bởi trọng tài Tây Á là trận gặp Lào, Malaysia, Campuchia. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ được diễn ra vào lúc 19:30 ngày 26 tháng 12 tối nay. Đội tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn ở trận đấu này mới có thể giành vé vào chung kết. Huấn luyện viên Park Hang-seo chốt đội hình đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan. Đội hình của đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 sẽ có những sự thay đổi ở các vị trí trọng yếu. Sau khi tuyển Việt Nam thất bại 0-2 trước Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phân tích về đội hình mà ông sử dụng. Tuyển Việt Nam đưa Văn Toàn và Công Phượng vào sớm để đánh vào khoảng trống ở hai cánh của Thái Lan nhưng chưa thực hiện được. Chúng tôi cũng bất lợi vì thua hai bàn sớm. Khi chuyển sang 3-5-2 thì chúng tôi đã chơi đúng với ý đồ của mình, ông Park Hang-seo nói. Ở trận đấu lượt về, tuyển Việt Nam sẽ đặt nhiệm vụ lội ngược dòng trước Voi Chiến. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, ông Park cũng nói rằng thực ra bây giờ chúng ta không thể biết Thái Lan sẽ tiếp cận trận đấu như thế nào, họ có thể thay thế cầu thủ nào hoặc có thay đổi nào trong chiến thuật. Công việc của chúng tôi là phải chuẩn bị nhiều kịch bản để ứng phó. Với việc cần ghi bàn ngay từ trong hiệp 1, ông Park nhiều khả năng sẽ đưa ra những thay đổi về nhân sự so với trận bán kết lượt đi. Đội hình 3-5-2 sẽ là một lựa chọn hợp lý. Vị trí thủ môn, Nguyên Mạnh vẫn sẽ là sự lựa chọn số 1. Ở trận bán kết lượt đi, Nguyên Mạnh đã để thủng lưới 2 bàn nhưng đều ở thế khó cản phá. Anh cũng góp công cản phá thành công quả 11m ở cuối trận, giúp tuyển Việt Nam hạn chế số bàn thua. Thủ môn xứ Nghệ vẫn cho thấy sự ổn định khi trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam sau 5 năm. Hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam sẽ có những sự thay đổi khi Duy Mạnh dính chấn thương và nghỉ thi đấu. Bùi Tiến Dũng đã tập luyện trở lại và sẵn sàng ra sân trong trận đấu tới. Anh cùng với Quế Ngọc Hải, Thành Trung sẽ tạo thành bộ ba trung vệ ở tuyển Việt Nam. Ở hai cánh nhiều khả năng ông Park vẫn chọn bộ đôi Văn Thanh và Hồng Duy. Ở trận lượt đi, cú trượt chân tai hại của Hồng Duy đã khiến tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua. Tuy nhiên đấy vẫn là trận đấu mà Hồng Duy giữ được vai trò nhất định ở hành lang cánh trái. Trung tâm hàng tiền vệ Tuấn Anh và Hoàng Đức sẽ tiếp tục là những chốt chặn quan trọng. Đây là bộ đôi cầm nhịp lối chơi của tuyển Việt Nam.
Trận lượt đi, Tuấn Anh đã nhận một thẻ vàng sau pha phạm lỗi với đối phương. Trong khi đó, Quang Hải nhiều khả năng sẽ chơi ở vị trí hộ công trận đấu này. Ở lượt đi, Quang Hải đã không may mắn khi có hai tình huống sút bóng chạm xà ngang vào cột dọc. Anh cũng đã phải nhận một thẻ vàng. Trên hàng công, bộ đôi Công Phượng, Tiến Linh nhiều khả năng sẽ sát cánh cùng nhau hoặc có thể sẽ là Văn Toàn, Tiến Linh. Đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ chơi tấn công ngay từ đầu, do đó bộ đôi này sẽ đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn. Đây cũng sẽ là những cầu thủ có các pha lập công ở vòng đấu bảng. Nhưng trận bán kết lượt đi, dù được tạo cơ hội thi đấu đều không thể để lại dấu ấn. Tập đoàn APEC treo thưởng khủng 3,7 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam. Tập đoàn APEC treo thưởng khủng lên tới 3,7 tỷ đồng nếu đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 diễn ra vào ngày 26 tháng 12. Trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 23 tháng 12 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã khiến cổ động viên phần nào cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù đang ở thế bất lợi và khó khăn, nhưng chúng ta đều tin rằng đội tuyển Việt Nam với tinh thần quật cường vì màu cờ sắc áo sẽ tiếp tục nỗ lực chiến đấu tới hơi thở cuối cùng và làm nức lòng người hâm mộ. Góp phần truyền lửa khích lệ cho đội tuyển Việt Nam, tập đoàn APEC vừa có công văn gửi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam hứa treo thưởng khủng lên tới 3,7 tỷ đồng cho tập thể thầy trò ông Park Hang-seo nếu đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan tại trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 26 tháng 12. Theo đó, tập đoàn APEC sẽ trao thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam 1,6 tỷ đồng tiền mặt ngay sau khi trận đấu kết thúc. Nếu Việt Nam giành chiến thắng trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020, tương đương mỗi cầu thủ ra sân thi đấu được tặng 100 triệu đồng tiền mặt. Cùng với đó, APEC dành tặng một căn hộ nghỉ dưỡng và trị liệu sức khỏe bằng khoáng nóng thiên nhiên tại tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao APEC, trị giá 1,5 tỷ đồng cho cầu thủ ghi bàn đầu tiên trong trận đấu. Ngoài ra, để tri ân tập thể ban huấn luyện và đội tuyển Việt Nam, tập đoàn APEC cũng dành tặng một tuần nghỉ dưỡng và sử dụng tất cả các dịch vụ, trị giá tương đương 600 triệu đồng tại chuỗi khách sạn của tập đoàn APEC. Ban lãnh đạo tập đoàn APEC hy vọng, với phần thưởng khích lệ động viên này, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ cảm nhận được sự đồng hành cổ vũ từ APEC cũng như từ các cổ động viên nước nhà để có thêm thật nhiều sức mạnh, quyết chiến và quyết thắng ở chặng đường còn lại tại AFF Cup 2020. Xin chúc thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thi đấu bằng cả con tim, nhiệt huyết, tự tin vào chính mình và cống hiến cho người hâm mộ một khoảnh khắc đầy cảm xúc, mang chiến thắng và vinh quang về cho nước nhà. Báo Thái Lan lên dây cót tinh thần cho đội nhà trước ngày đấu Việt Nam. Truyền thông Thái Lan cho rằng chiến thắng ở trận bán kết lượt đi của đội tuyển Thái Lan không chỉ đem lại lợi thế ở trận đấu lượt về mà còn thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh của voi chiến. Từ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport vừa có bài viết ca ngợi đội tuyển Thái Lan sau khi đánh bại đội tuyển Việt Nam 2-0 ở bán kết lượt đi. Mặc dù trận bán kết lượt đi diễn ra rất kịch tính, nhưng nhìn vào diễn biến trong suốt 90 phút của trận đấu, Thái Lan không chỉ đơn thuần giành chiến thắng về mặt tỷ số. Ngoài những thông số, tờ báo của Thái Lan còn liệt kê hẳn một danh sách những điểm mà họ cho rằng đội nhà nhỉnh hơn so với đội tuyển Việt Nam. Có những điều không thể hiện qua các con số, nhưng cũng có những sự phản ánh vượt trội của Thái Lan. Thứ nhất là khả năng kiểm soát cảm xúc của cầu thủ trên sân. Mặt bằng chung về chất lượng của các cầu thủ Thái Lan được đánh giá cao hơn. Kinh nghiệm của các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cũng giúp cho Thái Lan được nâng tầm. Việc được ra sân thường xuyên ở các giải đấu chất lượng cao cũng giúp các cầu thủ Thái Lan có thể lực tốt hơn, tờ báo Thái Lan viết. Chưa hết, Siam Sport còn khẳng định các tuyển thủ Thái Lan và cả ban huấn luyện của họ chuyên nghiệp hơn so với đội tuyển Việt Nam. Tờ báo Thái Lan cho rằng voi chiến bản lĩnh hơn và giữ được cái đầu lạnh trong suốt trận đấu. Các cầu thủ và huấn luyện viên Mano Polking thể hiện sự tôn trọng đối thủ ở buổi phỏng vấn trước trận đấu. Huấn luyện viên Polking luôn bình tĩnh và rất ít khi nổi nóng. Điều đó cho thấy đội tuyển Thái Lan chỉ tập trung cho mục tiêu chiến thắng thay vì bộc lộ những cảm xúc tiêu cực về phía đối thủ, Siam Sport viết. Trên thực tế, trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 vừa qua, đội tuyển Thái Lan có nhiều tình huống thi đấu rất tiểu xảo, khiến cho các cầu thủ Việt Nam ức chế. Hậu vệ Theerathon Bunmathan thậm chí đánh trỏ với Quang Hải nhưng không bị thổi phạt. Huấn luyện viên Polking phải nhận thẻ vàng từ phía trọng tài vì hành vi lao ra khỏi khu vực kỹ thuật để gây sức ép lên tuyển thủ Việt Nam. Sau trận đấu, Theerathon tiếp tục có hành động khiêu khích huấn luyện viên Park Hang-seo. Ban huấn luyện, đôi bên cũng suýt lao vào ẩu đả, nhưng các thành viên khác của hai đội đã kịp thời can thiệp để mọi chuyện không đi quá xa.